Sáng nay ngày 2 tháng 4, lễ Huế Nhật tưởng niệm lần thứ 6 Cố Hòa Thượng Thích Thiện Đạt, Viện Chủ Chùa Từ Quang, thành phố Tam Kỳ đã diễn ra trong không khí thiêng liêng, lắng động tại chùa Lộc Tân, xã Tâm Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng và các công văn chỉ đạo của Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Quảng Nam, năm nay, môn đồ pháp quyến Cố Hòa Thượng Thích Thiện Đạt đã thành kính dâng hương tưởng niệm nhân ngày Huế Nhật lần thứ 6 Cố Hòa Thượng Ân Sư tại các chùa trong và ngoài tỉnh như chùa Từ Quang, Chiên Đàn, Dương Đàn, Lộc Tân thuộc tỉnh Quảng Nam, chùa Phước Ân, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh thất Hương Quang, tỉnh Lâm Đồng. Theo tiểu sử, Hòa Thượng Thích Thiện Đạt thuộc dòng Lâm Tế Liễu Quán đời thứ 44, Huế là Nguyên Phước, tự Thiện Đạt, hiệu Quang Thông, thế danh là Nguyễn Văn Hữu, sinh năm Ất Hợi 1935 tại làng Cổ Linh, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Thuở nhỏ, Hòa Thượng là người con hiếu thảo, tính tình hiền hậu, ham học nghề thuốc nên được thân phụ tận tình chỉ dạy và trao truyền nghề thuốc đông y. Năm Nhâm Dần 1962, Hòa Thượng được thân phụ đưa đến đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hòa An, Thượng Từ Hạ Ý. Duyên lành đã đến, Ngài phát tâm xin xuất gia và được Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hòa An nhận lời ban pháp danh là Nguyên Phước. Sau đó, được bổn sư đưa về chùa Từ Quang, phường Trường Xuân để nhập chúng tu học kinh Luật Luận và cho vào tập sự an cư tại chùa An Phú, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối mùa an cư kiết hạ, Hòa Thượng được thọ giới sa di tại giới đàn chùa An Phú và được bổn sư cho pháp tự là Thiện Đạt. Trong những năm tháng hành đạo tại chùa Dương Đàn, chùa Từ Quang, ngoài công việc công phu bái sám, tiếp tăng độ chúng, Hòa Thượng cũng hành nghề đông y gia truyền để giúp đồng bào khi bệnh hoạn và làm được nhiều công tác Phật sự quan trọng khác. Hòa Thượng đã an nhiên thị tịch vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 11 tháng 3 năm Giáp Ngọ, tức ngày 10 tháng 4 năm 2014, trụ thế 80 tuổi, hạ lạp 44 năm. Với chí nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, trong suốt cuộc hành trình hoằng dương chánh pháp, Hòa Thượng đã quy y rất nhiều Phật tử tại gia, tiếp nhận các đệ tử xuất gia. Hiện nay, một số vị đã đảm nhận trụ trì các chùa, tham gia các công tác Phật sự của tỉnh nhà. Để tưởng niệm tri ân Cố Hòa Thượng Ân Sư tại chùa Lộc Tân, với mâm cơm chay đạm bạc, không tổ chức tập trung đông người để phòng chống sự lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm thành kính dâng hương tưởng niệm, nguyện luôn ghi nhớ và thực hành những lời dạy của Cố Hòa Thượng.